Xin chào các bạn, chúng ta lại gặp lại nhau trong video mới hôm nay. Và video này thì mình sẽ thực hiện những cách búi tóc rất là đơn giản, cũng như là cách sử dụng các dụng cụ hỗ trợ búi tóc. Thì có thể là một số cách các bạn đã biết rồi, nhưng mà mình cũng sẽ tổng hợp luôn ở trong cái video này để chúng ta có thể dễ dàng cùng nhau tham khảo lại nhé.